các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một clip đó chính là một cái hao lẩu Thái các bạn. Tự nhiên Việt Nam mình mới đã ăn Thái Lan, cả đám tụi nó nói ghiền lẩu Thái nên mình hôm nay mình quyết định sẽ làm một cái hao lẩu Thái khổng lồ nha. Và lần này mình sẽ làm hơi bị cay một tí nữa. Đây nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị sẵn hết luôn rồi các bạn. Mình sẽ giới thiệu sơ qua nha. Mình sẽ giới thiệu đầu tiên là cái này là con nghêu nha. Đây, nghêu. Nghêu này không phải là nghêu mà nó bị chết sẵn đâu, mà là do mình mua mình bỏ trong tủ lạnh đó các bạn. Cái nó bị chết, nó mở miệng rồi vậy luôn nè, chứ lúc mình mua là nó còn sống nha. Rồi hành tím, tỏi, thịt bò, lá chanh. Còn đây là một cái rổ gao gồm có là gao ôm nè, ngò gai nè, gao hoa quế nè. Còn đây là trái hôm nha. Còn này là tôm nè. Rồi vài cái củ sả, cà chua. Còn cái này là cái gói gia vị niêm sẵn lẩu Thái nè bạn. Nói chung là mình mua cái gói này là về là mình hỏi cần niêm nếm như thế, nó cứ đổ nguyên gói này vô là nó vừa cái gia vị cho mình sẵn luôn á. Rồi mật ống nè, cá viên, nắp rôm. Đó, đã siêu cay bởi vậy nên mình chuẩn bị nguyên một tô ớt như vậy luôn. Còn này là bún và rau muống ăn kèm. Đó, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế biến nha. Đầu tiên mình sẽ bầm nhuyễn tỏi với lại hành ra nha các bạn. Bây giờ mình phi tỏi hành. Mình sẽ đập dẹp ra và bầm nó. Rồi sau khi băm xong thì mình sẽ cho dầu ăn vào trong cái hao nha. Mình sẽ phi tỏi hành, cho dầu ăn vào. Rồi củ sả mình sẽ đập dẹp. Đập cho nó nhừ nhừ, sau đó mình sẽ xắt đôi nó ra nha các bạn. Đó, xắt đôi ra hết. Rồi cà chua thì mình sẽ xắt nó ra từng miếng luôn. Rồi tiếp theo hôm mình cũng sẽ xắt nó ra thành những miếng vừa ăn nha. Rồi sau khi dầu nó sôi thì mình sẽ cho hành tỏi vào, phi đều nó luôn, phi cho nó cháy vàng hôm luôn nha. Rồi sau khi nó đã vàng vàng và hôm lên thì mình sẽ cho sả vào, xào chung luôn. Rồi cho hôm, cà chua, rồi nấm rơm luôn. Mình sẽ xào khoảng 2-3 phút gì đó. Rồi đây là cái gói gia vị niêm sẵn lẩu Thái các bạn. Một gói như vậy là chúng ta sẽ sử dụng 1,5 lít nước nha. Mình sẽ cho nước vào trong cái hao của mình. Mình nghe cho cái hao để mình chắc phải 5-6 lít quá. Cứ 1,5 lít nước thì bỏ một gói này. Rồi tiếp theo mình sẽ đổ thêm một bình nước sôi 1 lít rưỡi nữa, là 3 bình rồi nha các bạn. Mình sẽ đổ khoảng 4 bình, tức là 6 lít. Rồi đây là cái ca nước cuối cùng, đủ 6 lít nước nha các bạn. Mình sử dụng nước sôi để cho cái nồi lẩu mình mau chín, chứ cái hào mình bự quá, nấu lâu rất là lâu sôi. Rồi 6 lít nước mình sẽ sử dụng 4 gói lẩu Thái pha sẵn nha, 4 gói gia vị. Rồi trộn đều lên. Cái gói này mình nghe mùi nó rất là nồng luôn các bạn, nghe chua chua cay cay luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ nấu cho cái hao này nó sôi lên. Rồi trong thời gian chờ cái hao lẩu của mình nó sôi thì mình sẽ sắc mực nha. Mực thì mình sẽ sắc nó ra từng khúc như vậy.
chẻ hoa chẻ lá cho nó. Cắt như vậy cho chút nữa nó chín nó dính dính lên rất là đẹp mấy bạn. Rồi sau khi nãy giờ là mình nấu là nướng nó đã chín rồi, bây giờ mình sẽ đem ra ngoài kia và bỏ đồ ăn vào và ăn lẩu với bạn. Chứ cái bếp này là không thể nào mà nấu lẩu được, cái hồi lâu sôi. Ok đi thôi. Và mình sẽ nấu bằng cồn các bạn. Tụi mình sẽ ăn tước xăng nha. Bỏ hết cồn vào đây luôn. Đây là cái bếp nướng mà mình đã cải tiến hàng khi mà hai cây sắt vô nè. Để có thể chịu nổi được cái hao nha. Đó. Nhắc cái hào lên. Wow. Quá dữ luôn. Được luôn rồi nè. Bò đến đây nha. Rồi, bây giờ thì đun nó sôi lên và bỏ đồ ăn vào, bỏ mực, bỏ thịt vào là ăn được thôi. What? Hết hồn. Phật ghê hả? Quá dữ. Đó, vậy mới mau nấu chứ nấu tới bếp hồng ngoại đi, nấu tới đời nào mới chết. Lấy sôi liền kìa. À, vừa mới chế vô cái đã sôi liền kìa, nhanh hết không? Bởi vậy đảo đi anh. Đảo luôn, đảo luôn. Để nó sôi lên là mình bỏ thịt vào là có thể ăn rồi. Nhưng mà cho này chua trước nha. Rồi cho ớt vô luôn. Đây mình sẽ cho nguyên cái tô ớt như vậy các bạn, được gọi là siêu cay mà. Lẩu hải hái hải sản nha. Đó cho nó ra ớt. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sắt rau quế các bạn, sắt rau hôm đồ. Sắt nhỏ nhỏ ra như vậy nè. Cái này là chủ yếu là cho nó thơm nước thôi. Đó. Còn cái này là rau ôm nha. Trừ phong cách cắt đại về luôn. Đó cho thơm nước. Còn cái này là ngò gai nha. Rồi tiếp theo là lá chanh nha các bạn. Thấy bóp nó. Bóp ra hả? Ừ. Bóp bây giờ nó ra nó nước cha mùi chanh đúng không? Ừ. Đó. Rồi bắt đầu trộn đều lên. Nó sôi kìa. Đó nó thơm mùi chanh kìa kìa. Ừ. Ừ. Tợn đã. Đó. Ừ. Nó thơm mùi vừa chua vừa cay luôn kìa. Nhưng rồi mà bắt đầu cho nguyên dĩa nghêu vào. Cho hết mấy cái nấm cá rồi luôn, ăn đổ vô luôn ăn. Cá viên luôn, ừ hết luôn ăn. Hết thào cá viên vô luôn. Rồi tôm nữa, hình như thịt bò nữa, có thịt bò đâu rồi. Bò sau cùng đi anh. Bò sau cùng ha, bò sau cùng ok. Rồi, vô tôm luôn. Mực luôn, mực luôn, mực đâu. Rồi cho dĩa mực vào luôn nha. Nguyên dĩa chà bá luôn. Còn thịt bò là nó khá là dễ chín thì mình sẽ bỏ sau nha các bạn. Chừng nào mực đồ nó chín hết thì mình sẽ bắt đầu bỏ thịt bò. Trời ơi, kìa ra cái hao bự dữ đó ta. Ok, bây giờ chờ nó chín mực thì mình sẽ bỏ thịt bò vào và có thể ăn rồi. Đây mực nãy mình lấy rồi mình chẻ rồi nó sẽ ra bông hoa như vậy đó các bạn. Nhìn khá là đẹp luôn nè, mực hoa. Còn mấy con mực này mình sắc hoa nè. Rồi ống nè. Ok, bây giờ đợi cho nó sôi sục lên chín mực là có thể bỏ thịt bò vào và ăn. Sau khi nước nó sôi lên thì mình thấy nó ra khá là nhiều mấy cái bọt bọt như vậy đó các bạn. Mình sẽ vớt bỏ bớt nha. Có công chút cho bút trúng nó ăn ghê đó. Vớt bớt bọt ra. Đó, bắt đầu sôi lên nè, chuẩn bị bỏ thịt vô và ăn thôi. Cái hao của mình nó sôi sục lên, mình bỏ thịt bò vào và đợi thịt bò chín ăn được rồi nha các bạn. Vô nguyên cục luôn.
Thịt bò vừa thả vô cái đã tái như vậy liền nè. Khá là nóng luôn. Ok, chuẩn bị ăn rồi bay. Gao luôn tí. Bỏ gao vào, bỏ gao muống vào. Còn hết luôn. Thôi ăn nhiều giống nhiều đi. Đó, ăn nhiều đây giống như đây thôi. Rồi ăn tiếp. Đó. Rồi bún gà. Anh em chiến đi. Anh em đưa chén bún. Khoan không luôn khỏi bún đi. Cay quá. Cay hả? Đây cứ hằng chén bún như vậy nè. Đó. Để thịt bò nó chín mình múc ăn tại chỗ luôn, ăn nóng tại chỗ như vậy luôn nè. Thằng nơi đổ mày. Để trước đi. Bù vô bù vô để anh review thử trước cho. Thằng mày nóng dữ à. Ăn dữ vậy. Dạ, thở văng được. Dạ. Ăn luôn tôi. Đây, múc nha, quay chưa? Đây mình sẽ lấy thịt bò, lấy mực đồ ra nha các bạn. Biểu diễn trước thôi. Tôm. Mực bông hoa đâu ta? Đây, mực bông hoa. Đó. Đổ luôn rồi bay. Cá viên rồi đấm rơm luôn. Wow. Nãy mình vừa mới nếm thử các bạn, nó cắt mắt cay luôn á. Đó, nhìn đã chưa? Thêm tí ra muống cho nó có màu xanh nữa. Đây. Đây, cái chén này như vậy mình sẽ quất thử miếng mực coi như thế nào nha. Chấm nước mắm nhiều. Chấm nước mắm nữa hả? Kìa. Chấm nước mắm vậy? Nước mắm cô tí để biểu diễn hả? Thấy tỏi với ớt không à? Đã cái nồi lẩu này là siêu cay rồi, chấm thêm nước mắm cay nữa. Gì em bóp đi, anh được thử tay em á. Được thử tay em không? Bóp đi. Mực rất là giòn. Rồi rất là cay, có lẩu rồi, thêm cái nước mắm này ngọt ngọt, chua chua nữa. Mở rồi, được coi gì nóng rồi. Chua cay. Đúng rồi, chua cay. Nhưng mà rất là ngon luôn á, rất là nóng. Quá đã luôn. Cơm nhiều quá. Thịt đồ là chấm nước mắm chua cay của anh tí biểu diễn nè. Đó. Sống kìa nhảy rồi hết nồi luôn kìa. Ừ quá ơi cay dữ rồi bay. Bao cay luôn các bạn. Cay cực kỳ. Quá đã. Cái nước lẩu này là nó có mùi lá chanh đó các bạn. Nó rất là thơm luôn á. Rất là đã luôn á. Ăn phải chấm như vậy. Cay. Mình thử coi nhớ không? Hơi bị sặc á. Để em lặn cái thịt bò coi. Thử cái rồi. Thử cái hấp nước anh. Cái này rồi bị bệnh, cái bay bị cảm ăn cái là hết bệnh luôn á thôi. Vừa nóng mà vừa cay nữa. Tao không rồi. Sao? Được không? Rồi người chính á. Quất cục mực mới đã rồi bay, quất cái cục mực như vậy nè đó. Cái mực bông như vậy nè. Mực này nó rất là tươi luôn mấy bạn. Khá là giòn. Có đỡ luôn bạn, ăn cái nước mắm nó ngon á. Em không dám hút nước ngay, đừng có dứt ra. Cái nồi lẩu này chủ yếu là cứ gấp. Ví dụ như gấp cục cá như vậy. Chậm nước mắm quất thôi. Lẩu này là lẩu đồ ăn các bạn, khỏi cả ăn bún. Quá ơn. Nó không quá chua nhưng mà nó rất thơm mùi chanh. Cay và còn ngâm nữa. Mắm rồi chẳng hạn. Cứ lửa này tắt thì mình cứ bỏ thêm cục còn vô là nó cháy tiếp à. Đơn giản luôn. Đây. Bánh này đổ ớt chanh nữa. Bảy ớt chanh hả? Đúng rồi, ăn hải sản là phải có bảy ớt chanh. Nói chung là cái lỗ hái này chúng ta chỉ cần bỏ cái hạt nêm nêm sẵn đó bạn. Cứ một gói như vậy là một lượng lít thử nước. Ăn rất là ok luôn. Không cần bỏ gì vô hết á, ăn rất là vừa. Đúng là cái lá chanh ăn nó thơm thiệt ha. Nó nằm quá. Không có nói là không ngon á, thiệt. Đây, bò. Quá cay quá nồng luôn. Cay quá.
cứ gấp mực, gấp thịt đồ chấm vô vậy. Ngay tại nồi luôn, đúng lẩu à. Hấp nước nó cũng ngon kìa. Nước lẩu à, ăn vừa con sợ cay á. Hơi cay không sao, ăn được. Má ơi, cái nước húp một cái nó thật sự là nó không quá cay nhưng mà nó rất là nồng á, sặc luôn mấy bạn. Chảy nước mắt luôn. Tí cho anh nó tí. Nó ăn cay được, mình có ăn cay được đâu. Ghê quá, nó quá là nồng. Đây ớt mà nguyên cái như vậy nè, ngổn ngang như vậy nè. Rồi bị ớt sắc lát nữa. Đây quay cái nồi. Đây là tôm mực là nhúc như vậy luôn nè các bạn. Thịt bò nè. Rồi tôm mực đồ. Nói chung là cái hao lẩu này là chủ yếu là cứ gấp đồ ăn ăn thôi nha. Hạn chế ăn bún với phải ăn đồ ăn thôi. Đây rau thì cứ mình ăn bao nhiêu mình bỏ vô bấy nhiêu như vậy nè. Đừng bỏ nhiều quá nó sẽ gục cái rau ra. Nó nhúng rau vô bao nhiêu là ăn bấy nhiêu. Ăn mấy cái mực bông hoa giòn đã lắm. Nè. Wow. Đó đúng rồi. Rồi ăn sao rồi, ăn xong rồi hả? Chưa. Mà cay quá. Cay quá. Còn tí sao rồi tí? Ngon, chén thứ hai. Chén thứ hai hả? Mà rất đớt thì quá. Càng ăn càng thấm đúng không? Thằng kia làm gì đổ bông hoa lúm mày. Tắm. Tắm luôn hả? Quá cay luôn các bạn. Nói chung là cái lẩu này mình bỏ hơi bị quá tay ớt á. Càng ăn càng thấm, đổ bông hoa hộp luôn. Với lại ăn mà ăn lên tiếp lửa như vậy nè. Nó rất là nóng luôn các bạn, gấp cục nào cục nấy là mình phải hít hà luôn. Nói chung là rất là ngon luôn. Vậy mình kết thúc video tại đây. Nói chung là video hôm nay là mình làm một cái hao lẩu thái hải sản chua cay. Rất là cay luôn, siêu cay, siêu khổng lồ luôn các bạn. Để ăn mừng cái đội tuyển Việt Nam vừa thắng Thái Lan nha. Bạn đã thích video này hãy nhấn like và chia sẻ. Đừng quên ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Đặc biệt các bạn, nói chung là cái công thức này của mình là làm khá là đơn giản các bạn. Cái gói bột niêm này là chúng ta chỉ cần cứ lít rưỡi nước là một gói, ăn rất là ngon luôn, bao ngon luôn. Chúng ta có thể bỏ thêm ớt vào để tăng độ cay nữa nha.